Những ngày giữa tháng 5, thủ đô Hà Nội lại có thời tiết như là tháng 3 vậy, vừa mưa vừa lạnh. Và bây giờ thì biên tập viên Lan Chi sẽ thông tin thêm về diễn biến mưa lạnh. Xin mời chị ạ. À, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, do là vẫn có những đợt sóng lạnh di chuyển xuống nước ta, cho nên là hai ngày nay thời tiết Hà Nội mới lạnh đến như vậy ạ. Nhưng là sáng nay thì nhiệt độ chỉ rơi vào khoảng là 21 độ, lại kèm theo mưa nữa. Dự báo là mưa nhỏ sẽ còn tiếp diễn trong chiều và tối nay. Vì vậy mà nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay sẽ không vượt quá 25 độ. Sang tuần sau thì nhiệt độ sẽ lại tăng mạnh thêm hơn chục độ so với hôm nay. Trời cứ lạnh rồi lại nóng sẽ khiến cho trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Theo các bác sĩ, trong thời gian mà thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay thì cha mẹ cần phải vệ sinh sạch sẽ cơ thể, tránh nguồn nguy cơ lây nhiễm bệnh như là đến nơi đông người. Ngoài ra thì tăng cường bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng của trẻ. Khi trẻ có các biểu hiện như là tiết dịch mũi này, ho hay là khò khè thì cần đưa trẻ đi khám sớm để có thể can thiệp kịp thời. Còn với thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay sẽ là một ngày oi bức ạ. Trời lúc nhiều mây, lúc nắng, lúc lại mưa dông. Oi nóng nhất đó là khu vực trung tâm và phía bắc thành phố, nhiệt độ ở đây là 35 độ, khu vực phía nam sẽ là 34 độ. Trong cơn dông chiều tối nay thì quý vị cần phải đề phòng với lốc sét cũng như là gió rất mạnh. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý tôi muốn gửi đến quý vị.